Cảnh báo, video hôm nay sẽ có các hình ảnh kinh dị, ghê rợn và âm thanh có thể làm người xem cảm thấy ám ảnh. Nếu bạn là người yếu tim hoặc chưa đủ 16 tuổi trở lên thì nên cân nhắc trước khi xem hoặc nhờ phụ huynh của mình cùng xem video này. Các bạn đã được cảnh báo. Chà, ở ngoài bây giờ đó nha, trời đang tối đen như mực vậy đó. Và thật sự luôn không hiểu lý do vì sao mà ngày hôm nay các bạn ơi, bỗng nhiên đó nha, mình lại cảm thấy rất là khó ngủ luôn. Mình không tài nào ngủ được trong Minecraft các bạn ạ. Mình không hiểu lý do vì sao luôn á. Tự nhiên đó nha, lâu lâu á hả, có một vài ngày mình chơi Minecraft các bạn ơi, là mình chẳng muốn ngủ tí nào cả. Mình chỉ muốn thức mà thôi. Và lý do vì sao mà mình thức đó, đó chính là mình muốn ngắm gọi là cái cảnh quan, ngắm cái vẻ đẹp buổi tối ở trong Minecraft xem như thế nào. Được rồi, bây giờ hả, để mình ra ngoài ban công đi, để mình ngắm trăng các bạn ơi. Và đó, các bạn thấy không? Đây đó nha, chính là mặt trăng vào buổi đêm trong Minecraft. Và dựa vào vị trí của mặt trăng bây giờ, mình có thể đoán được rằng nha các bạn, hiện tại đang là 3 giờ sáng đó các bạn ơi. 3 giờ sáng và thực sự là mình đang rất là khó ngủ luôn. Thôi kệ đi, để mình ngắm ngôi làng của mình vậy. Chà, ngôi làng của mình vào buổi tối, vào lúc 3 giờ sáng thiệt là yên bình quá đi. Tất cả mọi người đều đang ngủ say và ngon lành trong giấc ngủ đó các bạn. Thiệt sự là quá là tuyệt vời luôn. Hay da mà... Ủa? Từ từ, cái quái gì vậy? Tại sao bây giờ đã và đang là 3 giờ sáng trong Minecraft rồi mà tự nhiên đó nha, lại có một ông dân làng đứng ngay cái cảng biển trong ngôi làng của mình vậy? Rồi còn chưa kể nữa, sao tự nhiên lại có những vết máu đây? Wait, what the hell? Từ từ các bạn ơi, bây giờ nha, để mình mau chóng xuống dưới nhà các bạn, mình phải coi thử xem đó nha, là thật sự liệu có chuyện gì đang xảy ra với lại cái ông dân làng đó. Tại sao mấy không ngủ và tại sao lại có vết máu các bạn ơi? Mở cửa ra nào. Và hả? Các bạn nhìn nè các bạn ơi, cái vết máu nó bắt đầu từ vị trí ngôi nhà của mình. Nhưng mà tại sao nó có vết máu từ vị trí ngôi nhà của mình cơ chứ? Và cái vết máu này nó đang đi dần về phía này các bạn ơi. Hả? Vậy làm sao? Mình thật sự không hiểu luôn á. Được rồi, bây giờ ở nhà để mình đi theo vết máu các bạn ạ. Và ở đây mình thấy có một ông dân làng nè. Ủa? Ông dân làng ơi, tại sao đó nha, bây giờ đó là 3 giờ sáng rồi mà ông không chịu vô nhà ngủ đi, mà tự nhiên đó nha, ông đứng ở đây ông nhìn cái gì vậy? Rồi mặt ông đó nha, nhìn rất là dễ sợ luôn. Ông đang hoảng sợ gì hả ông dân làng? Tôi thấy... Hả? Ông thấy gì hả ông dân làng? Tôi thấy ai đó bị lôi đi. Hả? Cái gì? Ông thấy ai đó bị lôi đi hả? Vậy có khi nào đó nha, đây đó hả, chính là vết máu của cái người bị lôi đi không nhỉ? Nhưng mà ông dân làng ơi, cái người bị lôi đi đó ông dân làng, là bị lôi đi về hướng nào hả ông dân làng? Hình như là bị lôi đi qua cái hướng vết máu đó. Tôi thấy người đó bê vết máu ghê lắm. Cậu điều tra thử xem. Hả các bạn ơi, vậy là mình hiểu rồi. Cái lý do vì sao mà ông dân làng này lúc 3 giờ sáng không chịu đi ngủ là bởi vì ông ta đã thấy một cái phi vụ, một cái vụ án kinh khủng gì đó. Ông ta đã thấy đó nha, có vẻ như là đã có kẻ xấu lôi một áo đi các bạn ơi. Và người này đang bị bê bết máu luôn, rất là nhiều máu các bạn. Cho nên đó nha, là ông ấy thật sự các bạn ạ, đang đứng đây và nhiều chuyện đó các bạn ơi. Ông ấy muốn coi xem đó nha, là ai là kẻ đã làm vụ này. Hay da, trời đất ơi, 3 giờ sáng không chịu đi ngủ còn nhiều chuyện nữa. Thôi kệ đi. Được rồi, bây giờ chắc là mình sẽ bắt đầu đi theo vết máu các bạn ơi, để mình coi thử xem nha, là liệu thực sự đang có chuyện gì xảy ra. Sao tự nhiên đó nha, trong ngôi làng của mình vào lúc 3 giờ sáng lại có vết máu quá các bạn. Đây chính là điều mà mình không thể tài nào hiểu được luôn á. Cái gì mà ghê gớm quá vậy. Được rồi, giờ mình đi theo vết máu nha các bạn ơi. Và vết máu này các bạn. Ở đây có gì không? Ở đây chỉ là cái hang các bạn ơi, không có gì hết đó. Ở đây cũng có gì luôn. Và hả các bạn ơi, nhìn kỹ này các bạn, ở đây đó nha, tự nhiên có vết máu rất là nhiều là cái thứ nhất nè. Và tại sao tự nhiên lại có một cái lỗ gì đó hình tròn? Các bạn ơi, đã bao giờ các bạn thấy cái lỗ hình tròn trong thế giới Minecraft chưa? Sao tự nhiên bây giờ trong ngôi làng của mình lại có cái lỗ như này hả các bạn? Nhìn nè các bạn thấy không? Holy crap, một cái lỗ tròn xoe tròn quay luôn các bạn. Hình như đó nha, đây là một cái đường hầm sao đó các bạn ơi. Được rồi, để mình đi qua thử rồi. Rất có thể đó nha, là ông dân làng đã thấy đó, cái người bị lôi kéo các bạn ơi. Cái người bị lôi đi đó là bị lôi vào cái hang này các bạn. Bởi vì thấy nè, các bạn thấy không, ở đây nè, có quá trời là vết máu luôn. Rốt cuộc đó nha, là thực sự tại sao ở đây lại có cái hang như vậy các bạn. Và hình như là bên trong đó có ai đó. Và nhìn cái này thấy quen quen các bạn ơi. Ai vậy trời? Ôi các bạn ơi,
Hình như các bạn ạ. Skibidi toilet, skibidi burp, burp, skibidi snip, snip các bạn ơi. Đây là ác quỷ các bạn. Quýnh nó, ôi trời ơi, trời ơi, nhảy 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 các bạn ơi, cái gì ơi, nhảy 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 các bạn ơi. Ôi mà nó các bạn ơi, mình giết nó. Cái gì vậy? Đây là một cái hang skibidi toilet đó trời ơi, mình bị kẹt. Ôi, mình hiểu các bạn ơi. Vì rất có thể đó nha, là ông dân làng đó hả, đã thấy các tên ác quỷ skibidi toilet lôi ai đó đi các bạn ơi, để có thể biến bọn họ trở thành toilet đó các bạn. Và bạn coi thấy không, trời đất ơi, vết máu đang nhiễu xuống là ghê. Rồi chết đi. Dạ ý các bạn ơi, trong hang khá là khó quýnh nha, tên này hắn ta mạnh ghê luôn á. Chết đi, rồi chết đi. Ok, được rồi các bạn ạ. À, hắn ta đã bị tiêu diệt rồi các bạn ơi, may mắn ghê luôn á nha. Mà nhìn nè, ôi ôi cái hang này thấy ghê quá à. Cái hang gì đâu mà máu không rồi còn hả, vết máu nhỏ xuống nữa các bạn, nhìn nó là kinh dị luôn á. Cái what the hell, what the hội gì vậy nhỉ, mình thật sự không hiểu luôn à. Ôi ôi, và ở đây chắc là đường cục các bạn ơi. Tuy nhiên để mình tiếp tục đi về hướng này vậy, quẹo phía bên trái nè, và ở đây chúng ta lại thấy những cái vết máu đang nhiễu xuống từ trên cao các bạn. Mình thật sự nha không biết đây là máu của ai, nhưng mà các bạn ơi, nếu như đó hả các bạn thật sự sợ máu các bạn ạ, à, đừng nên tiếp tục coi video này. Và như mình đã nói đó, hãy nhớ nha, kêu người thân coi chung, chứ mình thật sự các bạn bị ám ảnh với máu các bạn ơi, mình không muốn đâu. Và bây giờ ở đây vết máu vẫn đang cứ liên tục nhiễu xuống. Ở đây thấy có cái lỗ các bạn ơi. Và ở đây nè, mình thấy nè, có rất là nhiều redstone luôn. Mình xuống thử nha. Xuống. Ây da, té hơi bị đau các bạn ơi. Và hả, ai đây? Các bạn ơi, coi là các bạn, ở đây có một ai đó đang nằm các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ mình đi qua đó, mình đi qua sao vậy các bạn? Từ từ. Vậy thì bây giờ để mình đi, mình xây một cái đường các bạn ơi. Đang xây một cái đường nha các bạn. Ây da, sao mà tự nhiên đó hả, lại có ai đó nằm đây các bạn ơi, cái quái quỷ gì vậy? Và ở dưới kia hay có cái đường đồ kìa. Từ từ để mình coi thử các bạn ơi, cái quái quỷ gì vậy trời. Ok, thì mình xây cái đường đi lên nha. Để đập ở đây đi các bạn. Đập đá. Rồi ok. Và mình nhìn thấy các bạn ơi, đây giống như là, hình như là một anh TV man. À không, các bạn ơi, Đây là một TV girl đó các bạn. Các bạn có biết lý do vì sao hả? Mình biết đó nha, đây hả là một TV girl không các bạn? Bởi vì đấy nha, đầu tiên nè, nhìn vào cái màn hình TV, các bạn có thể thấy gọi là đủ sắc cầu vồng luôn, gọi là 7 màu cầu vồng đó các bạn. Thì chỉ có con gái đó hả mới thích màu cầu vồng thôi. Rồi còn chưa kể nữa, các bạn nhìn thấy không? Ở trên người của hả TV girl này có một cái nơ. Đó, cái nơ là của phụ nữ đó các bạn. Và holy crap, mình nói cảm giác đó nha, là giống như TV girl đã bị giam cầm ở dưới cái hang này rất là lâu rồi các bạn. Đây nè, nguyên một cục đá đè lên chân cô ta luôn. Mà TV girl ơi, TV girl, cô còn sống không vậy hả TV girl? Alo, cô còn sống không? Trả lời tôi đi chứ. Các bạn ơi, TV girl không thèm trả lời mình luôn. Vậy có khi nào đó hả là TV girl đã chết không nhỉ? Mình thật sự không biết luôn á. Nhưng mà ở dưới đây nè các bạn thấy gì không? Có cái rương đồ các bạn ạ. À, mình nghĩ đó nha, chắc là cái rương đồ này sẽ có cái gì đó liên quan tới TV girl. Rồi, bây giờ hả, để mình đi xuống dưới thử nha các bạn. Để coi xem đó nha, là liệu thực sự có gì xảy ra đây các bạn ơi. Rồi, mở luôn rồi, thử nha các bạn ơi. Và, ủa cái gì, ai à, ai vậy, ôi, các bạn ơi, ôi. KST đã bị giết bởi Skibidi Toilet. Các bạn ơi, ở đây đó nha, vẫn còn có thêm một con Skibidi Toilet nè các bạn. Và nó đã giết hại mình rồi. Vậy là mình hiểu rồi, cái người đó nha mà đã bị lôi kéo xuống cái hang này mà hồi nãy ông như này nó thấy, mà người bê bết máu các bạn ạ, à, chính là TV Girl đó. TV Girl đã bị các thực thể ác quỷ Skibidi Toilet lôi kéo các bạn ơi. Và cô ta đã bị bắt cóc ở đây. Thì tại sao vậy nhỉ? Thôi được rồi, bây giờ hả, trước tiên, trước khi đó hả, chúng ta có thể gọi là đọc được cái những cái gì đó ở trong cái rương đồ này, chúng ta cần phải tiêu diệt Skibidi Toilet đây các bạn ạ. À, rồi bây giờ để mình hạ xuống dây các bạn ơi, và mình sẽ tìm cách tìm hắn ta. Hắn ta đâu rồi? Thì các bạn thấy này các bạn thấy không? Đó, hắn ta kìa các bạn ơi, hắn ta đang nhìn mình các bạn. Ok, ôi, chết đi, ôi, thằng bạn của các bạn ơi, cứu mình các bạn ơi, thằng bạn quá vậy, mạnh quá vậy, ơi. Ây da, khó khăn lắm luôn á các bạn ạ. Bạn biết tại sao không? Bởi vì đó nha, là bây giờ đó hả, mình đang chiến đấu trong một không gian hẹp các bạn. Chắc là bây giờ từ từ để mình nha, mình sẽ phá những cục này các bạn ơi. Đây, ok, bây giờ sẽ đi hắn ta. Chết đi Skillet. Ok. Chết đi nè, rồi ok, ngon lắm luôn các bạn ơi. Mình đã tìm được một cái đường khá là ok rồi đó. Ở đây đó nha, mình muốn được trên cao các bạn. Và bây giờ đó hả, Skillet sẽ không làm gì được mình. Chết đi. Ôi, chết đi. Ôi, mì dám bắt cóc hả, TV Girl nè. Hãy chết đi.
Ok các bạn ơi, trời ơi, ta trâu vậy các bạn. Rồi ok. Thôi à, tuy là trâu đó nha, mà quýnh hồi các bạn ơi, kiểu gì cũng chết. May mắn thiệt sự luôn. Và bây giờ để mình tiếp tục thử tìm hiểu cái hang này các bạn ơi. Và ai đây? Ủa ai đây? What the hell? Ai các bạn nhìn các bạn ơi. Ủa cái gì vậy? Đây là ai vậy? Ôi chết đi, chết đi, chết đi các bạn ơi. Ôi. KSD đã bị giết bởi TV Mantis. Các bạn hả? Vậy là không phải chỉ một mình Skinny Toilet là hung thủ đâu, mà chúng ta còn có cả TV Mantis các bạn ơi. Nghĩa là TV Man hàm răng đó các bạn. Các bạn bây giờ mình mới để ý đấy nha. Nếu như là hả, chúng ta có những TV Man được nâng cấp lên bằng những cái bộ loa, thì cái tên này các bạn ơi, trước hắn ta không phải là bộ loa mà là những hàm răng để ăn thịt người đó các bạn. Từ từ để mình nhảy lên, để mình nhảy lên. Rồi ok, đó các bạn thấy không nè. Đó các bạn thấy chưa? Cái răng trắng đó các bạn chính là hàm răng để mà ăn thịt người đó các bạn ơi. Cái quái quỷ gì vậy? Vậy là rất có thể đó nha. Đây đó hả, cũng là một trong những dạng TV Man SE. Và hắn ta đang muốn gọi là giết chóc TV Girl đó các bạn. Rồi để mình giết hắn ta nha các bạn ơi. Ok, để cho mình đập này đi các bạn ơi. Rồi. Tiêu diệt TV Man. Tiêu diệt nè. Giết TV Man tiếp các bạn ơi. Chết đi. Ok, để mình muốn chiến mạng các bạn ơi. Chết đi. Chết đi TV Man tiếp ơi. Lên đường đi. Ok, rồi. Rồi. Bây giờ mình phải quan sát xem nó nha, là liệu đó hả, trong cái khu vực hang hốc này có còn bất cứ một con quái vật nào hay là không. Chứ thật sự các bạn ơi, quá là đáng sợ luôn. Và có vẻ như là bây giờ ở đây các bạn ạ, không còn một con quái vật nào hết á. Thật sự là tội nghiệp TV Girl. Được rồi, bây giờ đó nha, mình sẽ coi thử xem là trong cái hả, cái đường đồ này chứ cái gì nha các bạn. Hả? Một quyển nhật ký. Cái quái quỷ gì đây? Tôi đã theo dõi bọn Skibidi Toilet rất lâu, và gần như tôi đã tìm ra được điểm yếu của chúng. Tôi đã phát hiện ra được cả hang ổ của chúng. Nhưng lúc tôi sắp phát hiện ra được bí mật thực sự thì tôi đã bị bao vây và đánh úp. Vậy là mình hiểu hết tất cả mọi chuyện rồi các bạn ơi. TV Girl đó nha, là hả, mới bị bắt vây các bạn. Bởi vì TV Girl là người đó nha, đã theo dõi những cái bọn Skibidi Toilet này. Và cô ấy, trời đất ơi, mình còn bị té nó mới ghê chứ. Và cô ấy đó nha, đã gọi là đã sắp tìm ra được bí mật của Skibidi Toilet các bạn ơi. Tuy nhiên hả, cô ta đã bị đánh úp đó các bạn. Và sau đó đó nha, là cô ta đã bị thương, cho nên hả, là không thể tài nào luôn mà có thể gọi là thoát khỏi được cái bọn Skibidi Toilet các bạn. Nên là cô ấy mới quyết định đó nha hả, là tấn công lại, trả thù lại. Tuy nhiên không thể địch nổi các bạn ơi, bọn chúng quá mạnh và cô ta đã bị bắt cóc tới đây. Rồi, bây giờ để mình đọc tiếp coi. Chúng quăng tôi vào một cái hang có hình tròn đầy kỳ lạ trong Minecraft. Đúng rồi các bạn, y chang luôn nè. Nếu bạn đọc được quyển sách này mà không phải do chính tôi kể lại toàn bộ mọi thứ, nghĩa là tôi đã sắp chết. Hả? Cái gì? Mình đang đọc quyển sách này các bạn ơi, và gần như hoàn toàn nó như là không phải do TV Girl kể lại. Vậy là khi nào cô ta chết rồi không ta? Từ từ để mình đọc tiếp coi, còn không? Và nếu như mọi chuyện quá muộn, xin hãy làm thí nghiệm cho tôi để lấy thêm thông tin. Vì loài người, mọi người hãy cố lên. TV Girl ký tên này các bạn ơi. Ôi, TV Girl ơi, thật sự đó nha, lực cuối cùng đó hả, cô còn sống không vậy hả TV Girl? Cô còn sống không vậy? Ôi, các bạn nghe gì các bạn? Mình nghe thấy tiếng TV bị nhiễu sóng. Giống như đó nha, là cô ta đang muốn trả lời mình vậy đó các bạn ơi. Ôi, TV Girl, cố lên TV Girl ơi, đây nè. Để mình cho cô ta vài miếng bánh mì các bạn ạ. Rồi TV Girl ơi, cố lên nha TV Girl. Vậy bây giờ đó nha, là tôi đó hả, sẽ đi tìm thêm gọi là cứu trợ. Và chắc chắn đó nha, là tôi sẽ mang cô về làng. Ok các bạn ơi, được rồi. Bây giờ đó nha, mình đã biết rồi các bạn ơi, TV Girl vẫn còn sống. Bây giờ mình phải mau chóng thôi. Mau chóng lên cái đi ơi, mau chóng lên. Bây giờ nha các bạn, là mình đó hả, mình sẽ gọi là hả thoát ở chỗ này các bạn ạ. Và mình sẽ nhờ các ông nhân làng lên cứu TV Girl các bạn ơi. Nhanh lên cái đi ơi, nhanh lên nào. Cứu TV Girl thôi, nhanh lên cái đi ơi. Và các bạn ạ, đó chính là toàn bộ câu chuyện đã xảy ra với TV Girl ở trong thế giới Minecraft. Như các bạn cũng đã thấy, nếu như ngày hôm nay mình không buồn ngủ, và nếu như ngày hôm nay mình không đi ra ngoài ngắm cảnh, thì rất có thể mình sẽ không bao giờ biết được sự thật rằng TV Girl đã bị tấn công và đã bị lôi kéo vào cái hang tròn trong Minecraft như thế này. Thật sự các bạn ơi, mình có cảm giác rằng bất cứ thứ gì hình tròn trong thế giới Minecraft cũng đều rất là nguy hiểm. Nhưng cũng rất là may mắn khi mình đã kịp cứu TV Girl. Và chắc chắn rằng
TVG đang chứa những thông tin cực kỳ đặc biệt và cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta, thế giới loài người cũng như thế giới Minecraft thoát khỏi cái kiếp nạn Skibidi Toilet. Và bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ phải tạm thời dừng lại video này ở đây. Các bạn ơi, các bạn thích video này, hãy cho mình một lượt like. Và nếu như các bạn muốn nghe tiếp những câu chuyện kinh dị đến từ mình, hãy cho mình luôn cả một nút đăng ký. Và đừng quên hãy bình luận đã xem hết như các bạn đã coi tới đây rồi nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại. Falling, I'ma keep on falling.